Hot tiếng đàn bí mật lấy vợ sau 3 năm chia tay Hari Won. Gần 3 năm trước, chuyện tình giữa tiếng đàn và Hari Won đã làm báo chí tốn nhiều giấy mực nếu như mối tình chính nam tan vỡ. Khiến cho khán giả sững sờ thì Hari Won nhanh chóng theo chân trưởng thành, khiến cho người ta càng sốc hơn kể từ đó tiếng đàn Hari Won trưởng thành. Luôn là đề tài để cộng đồng mạng đưa ra bàn tán. Trong khi Hari Won trưởng thành đã về chung một nhà được 2 năm với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thì Đinh Tiến Đạt lại chọn cho mình cuộc sống an nhàn, tránh xa showbiz. Mới đây một fanpage chuyên bàn tán về showbiz đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh được cho là ảnh cưới của Tiến Đạt và bà xã. Tin hot giữa đêm, rapper Đinh Tiến Đạt vừa vài ngày nữa là chồng người ta. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12. Từ giờ đừng chế ảnh anh ấy nữa. Chúc mừng cặp đôi Đạt Phi, A Minh diễn đàn cho biết. Đến kèm đó là bức hình ăn hỏi của Tiến Đạt và hôn thê, cũng như thiệp mời, hình ảnh được cho là phóng sự cưới của cặp đôi. Theo nội dung thiệp mời, tiệc cưới của rapper Đinh Tiến Đạt và bạn gái sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Đây mới chỉ là thông tin một chiều và chưa có bất cứ bằng chứng xác thực nào, nhưng người hâm mộ vẫn chúc mừng Tiến Đạt vì anh đã quên được tình cũ. Được biết, kể từ khi chia tay Hari Won, Tiến Đạt chưa một lần công khai tình mới. Hiền hơn hẳn Hari Won, đây là chân dung cô gái mà Tiến Đạt đã bí mật yêu và sẽ cưới vào ngày 31 tháng 12 này. Một tấm thiệp cưới ghi rõ tên tuổi của nam rapper Đinh Tiến Đạt vừa rò rỉ trên mạng xã hội đêm qua. Nội dung trong tấm thiệp khiến cho cư dân mạng tin rằng tình cũ 9 năm của Hari Won sẽ đón tình mới lên xe hoa vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Người hâm mộ nhanh chóng tìm ra tung tích của cô gái bí ẩn có tên là Lê Thị Phi. Trên trang cá nhân của cô gái có ngoại hình mộc mạc xinh xắn này, Đinh Tiến Đạt và nữ ca sĩ Phương Thanh thường xuyên tương tác. Thùy Phi được cư dân mạng khen ngợi là hiền hơn hẳn so với Hari Won. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, chuẩn hết cơ và nụ cười hiền hậu, vẻ đẹp nhẹ nhàng mộc mạc của Thùy Phi được fan cho rằng rất hợp với tính cách của Tiến Đạt. Hiện tại Tiến Đạt đã khóa trang cá nhân và không lên tiếng về thông tin đang làm cư dân mạng dậy sóng. Tuy nhiên, một đoạn hội thoại giữa Phương Thanh và Thùy Phi cho thấy thông tin Tiến Đạt kết hôn có khả năng chính xác rất cao. Cụ thể, người chị thân thiết của Tiến Đạt khen ngợi Thùy Phi là vợ người ta xinh ghê. Một bức ảnh giống với ảnh ăn hỏi với chân dung Đinh Tiến Đạt và Thúy Phi cũng được trang tin chuyên về showbiz đăng tải. Ảnh chưa rõ có cắt ghép hay không. Được biết Thùy Phi đang công tác tại một đài phát thanh, trang Facebook của cô không có hình ảnh nào về Tiến Đạt và chỉ chia sẻ các bức hình và hoạt động cá nhân. Rapper Tiến Đạt và nữ ca sĩ Hari Won từng có mối tình ngọt ngào kéo dài suốt 9 năm. Họ chia tay vào đầu năm 2016. Ít tháng sau đó, Hari Won công khai tình mới là MC Trấn Thành và đi đến kết hôn sau 9 tháng gắn bó. Mối quan hệ giữa bộ ba trở nên nóng bỏng trên mạng xã hội. Làn sóng chỉ trích Hari Won cũng bắt đầu từ đó. Mặc dù thường xuyên bị cư dân mạng lôi ra để trôi, chọc ghẹo, chế giễu vì người tình 9 năm lên xe hoa với người đàn ông khác sau 9 tháng, Tiến Đạt chưa bao giờ hồi đáp lại những bình luận không đẹp này. Giọt nước mắt em vì anh rơi biết bao lần mà anh vẫn.
Mất môi